cuốn sách Bí mật hồi sinh Các câu chuyện thành công Phần tiếp theo Ung thư dạ dày giai đoạn 2 phục hồi sau 5 tháng bằng phương pháp tự nhiên Bệnh nhân nam 62 tuổi, địa chỉ tại Đồng Nai, nghề nghiệp thầy thuốc đông y, tiền sử hút thuốc lá nhiều, đau dạ dày nhiều năm. Tháng 3 năm 2020, nội soi sinh thiết dạ dày, chẩn đoán HP dương tính, ổ lét kích thước 2cm, giải phẫu bệnh, ung thư dạ dày, giai đoạn 2 chỉ định nhập viện, phẫu thuật. Từ tháng 3 đến tháng 7 năm 2020 thay đổi như sau. Thuộc tháo đại tràng hai lần một ngày, bỏ thịt, dùng thêm lợi khuẩn từ Campuchia, uống nước ép rau, sữa hạt, thuốc bắc ngày hai lần, thuốc nam một lần, thực phẩm bổ sung, viên khoáng, tảo, cellulite, thải kim loại nặng. Kết quả sau 5 tháng nội soi có kết quả như sau. HP âm tính, vết lét kích thước 6mm, giải phẫu bệnh, viêm lét dạ dày, chẩn đoán lét nhiễm cứng, viêm sung huyết nội dung qua lời kể của con gái bệnh nhân bản thân chị ấy mắc hb dạ dày sau gần 5 tháng đồng hành và ăn uống cùng bố thì kiểm tra lại HP âm tính người nhà mình hút thuốc nhiều lắm bị tiền sử đau bao tử lâu năm nhưng không đi khám cứ đau là mua thuốc uống thôi mỗi lần đau là nằm ướp nhà không có ai có kiến thức về bệnh nên không cương quyết dẫn đi khám năm nay đau nhiều hơn mới dẫn đi nội soi bác sĩ nói lết nặng có khối thừa nghi là ung thư có kêu đi bệnh viện lớn khám ngày 7 tháng 3 đi bệnh viện quốc tế ở Bình Dương khám người nhà có được vào xem nội soi có mấy cục u đen thôi luôn đi sinh thiếp bác sĩ bảo kết quả ung thư bệnh nhân không chịu mổ do làm bên đông y chuyên trị gãy xương cứ thầy đông y thôi đi bóc thêm thuốc bắc uống lịch trình ăn uống kiên đường thịt chỉ ăn cơm với cá nói chung thì không kiêng 100% sáng thể dục thục tháo đại tràng một ly cha uống tạo khoái magie enzyme tiêu hóa một ly sinh tố nhỏ giọt b12 cơm bình thường chiều 4 giờ thì một ly nước ép rau uống thêm tam thấp bắc bìm biệp và ấn xoa trong ngày thuốc bắc một ngày hai lần bổ sung thêm sữa hạt hàng ngày có mua chai thải độc kim loại nặng trước đó hay đau bụng ăn no là ở hơi hay đầy bụng ngày nào cũng ở hơi từ bữa kim đến giờ không còn những triệu chứng đó nữa kết quả xét nghiệm mọi thứ lại bình thường phục hồi lupus ban đỏ biến chứng thận nhờ thuộc tháo đại tràng và nước ép. Chị Nguyễn Thị Hòa, sinh năm 1976, địa chỉ tại thành phố Hồ Chí Minh. Tiền sử lupus ban đỏ 10 năm, lúc phát hiện đã có biến chứng thận với các triệu chứng. Sốt 40 độ C, nổi ban đỏ từ trong khoai miệng ra. Sưng phù toàn thân, không ăn uống được. Nhập viện truyền thuốc, uống medicine 16mg, 5 viên, một ngày suốt 4 tháng sau đó duy trì liều menison một viên một ngày kèm thuốc cao huyết áp thuốc bổ sung canxi sau ra viện thì hay táo bón da đen sạm vùng nổi ban hay lở ra và khi lành thì tạo thành vết đốm chị bảo nhìn như chó đốm rụng tóc yếu ớt hay ra viện tái khám thường xuyên không đi làm được xét nghiệm nước tiểu thì tiểu ra đạm protein chức năng thận không tốt thay đổi sợ bọc tuyến vú khám nhiều lần ở bệnh viện ung bú thành phố hồ chí minh uống thuốc mấy đợt sau một thời gian thì đau ngực trở lại thay đổi chế độ ăn và sinh hoạt như sau. Vào tháng 10 năm 2019, bắt đầu uống nước ép rau, ăn sinh tố và salad, lượng nước ép tầm 1 lít đến 1,5 lít một ngày, giảm dần và bỏ thịt. Tháng 2 năm 2020, bắt đầu thuộc tháo đại tràng một lần một ngày. 3 ngày đầu cho vào được 1 lít nước ấm một lần, sau đó đạt 1,9 lít một lần. Cải thiện chế độ ăn, dùng kombucha, bắp cải muối chua kiểu đức. Sau a tảo, giảm tinh bột và làm động vật nhiều hơn. Kết quả xét nghiệm ngày 7 tháng 1 năm 2020, thời điểm chỉ uống nước ép và chưa tục tháo. Kết quả xét nghiệm nước tiểu tốt, hết tiểu ra đạm, chức năng thần tốt lên. Bác sĩ bảo 10 năm nay đây là lần đầu tiên kết quả tốt như vậy. Tái khám tháng 4 năm 2020, kết quả tốt và được giảm liều Menison lại còn 1 phần 4 viên một ngày. Cách ngày tức là hai ngày uống một lần, không phải uống thuốc huyết áp hay thuốc canxi nữa. Bác sĩ dặn tái khám vào tháng 8 và bảo có thể được ngưng thuốc 2 tháng theo dõi tiếp. Kết quả là hết rụng tóc dù chảy đầu ngày hai lần, tóc mềm mướt, da sáng, căng mịn, hết đau ngực, người khỏe, vui vẻ, có năng lực, đi làm được. Lupus ban đỏ hệ thống theo y học hiện đại là bệnh tự miễn, thường mang yếu tố di truyền, không thể chữa khỏi, chỉ có thể duy trì và phòng biến chứng. Bệnh nhân dùng liều duy trì corticoid, xong kết quả không có gì khả quan, chức năng thận kém và toàn cơ thể đều không khỏe. Kể từ khi thay đổi chế độ ăn và có thể không cần dùng thuốc nữa, trong khi đó các cơ thể lại khỏe mạnh, đẹp ra, giàu năng lượng và sống một cuộc sống chất lượng. Vừa qua tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, ung thư sarcoma do đạn 4. Em Nguyễn Thị Mỹ Lệ, sinh năm 1999, địa chỉ tại Tuy An, Phú Yên, từ tháng 6 năm 2019 đến tháng 9 năm 2019, có hiện tượng phù chân trái mỗi khi đứng lâu, căng tức chân mỗi tối khi đi ngủ, đi khám bệnh ở bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán bị giãn tĩnh mạch, kê thuốc uống không đỡ, bụng chướng căng tức tăng dần, nhất là mỗi khi đến chu kỳ kinh nguyệt. Phát hiện khối u ở bụng sợ thấy bằng tay, cứng, chắc, nằm sóc không được vì cấn. Nhập viện lần 1 ngày 10 tháng 9 năm 2019 tại bệnh viện ung bướu Hồ Chí Minh, chẩn đoán sarcoma sau phúc mạc do đoạn chưa xác định. Mổ bụng thăm dò, các khối u đường kính 20 cm, ra viện ngày 18 tháng 9 năm 2019. Nhập viện lần 2 ngày 14 tháng 11 năm 2019, chẩn đoán sarcoma sau phúc mạc giai đoạn 4 di căn ổ bụng. Bác sĩ đưa ra tình trạng và tiên lượng như sau. Khối u đã mổ ra kích thước 20 cm, hiện trong ổ bụng còn khối u 13 cm dính vào ruột và thận không lấy hết được. Em có hai sự lựa chọn, nếu không hóa và xạ trị, khối u có thể mọc lại trong một tuần đến một tháng. Chèn ép vào hệ tiết niệu và đại tràng, gây khó khăn cho tiểu tiện và đại tiện, có thể phải mở thông đường tiểu và đại tràng ra ngoài. Nếu em chọn hóa trị và xạ trị sarcoma là dạng ung thư ác tính cao, đáp ứng hóa trị thấp, nếu hóa trị phải dùng liều cao, do đó trong khi áp dụng hóa trị, em chỉ có thể nằm một chỗ và mở mắt nhìn quanh thôi, không thể đi lại hay vận động gì. Kết quả sau khi hóa trị bác sĩ không dám khẳng định. Vì xạ trị xong hóa trị, qua xạ cũng không dám chắc vì diện tích khối u quá lớn, do đó xạ trị có thể gây tổn thương nặng nề đến các cơ quan xung quanh. Em Lệ sau khi tìm hiểu, quyết định chọn con đường khác, thay đổi chế độ ăn thuần thực vật sống và tục tháo đại tràng để sống tiếp từ ngày 6 tháng 12 năm 2019 đến ngày 20 tháng 12 năm 2019 lúc này em còn ở bệnh viện bắt đầu kiêm 100% tinh bột đam động vật ăn rau luộc rau sống trái cây đặt mua máy ép chậm túi thuộc tháo đại tràng và xin trà thải độc kombucha scoby kombucha ngày 20 tháng 12 năm 2019 ra viện em xin bảo lưu hồ sơ ở trường đại học tại thành phố hồ chí minh và đem máy ép túi thuộc kombucha về quê tại phú yên từ ngày 20 tháng 12 năm 2019 đến nay ngày 29 tháng 5 năm 2020, kim 100% tinh bột và đạm động vật, thuộc tháo đại tràng bằng phương pháp 1,9 lít nước ấm một lần một ngày, có khi hai lần một ngày, trồng và uống nước ép cỏ lúa mì, uống nước ép rau, rau nhà trồng, sinh của bà con sống diện, lượng 1,5 lít một ngày, Uống theo cảm nhận của cơ thể, duy trì 500 đến 1500 ml nước ép rau một ngày cho đến hiện tại, ăn salad rau và rong biển, rong biển tươi và khô ở quê của em, hạt chia, hạt gai dầu và kim chi, bắp cải muối chua kiểu Đức em tự làm và trái cây quê, tập yoga, tắm nắng, đi dạo ở biển hàng ngày, đọc sách, sống lành để trẻ, ăn xanh để khỏe, ung um thư sự thật hư cấu và gian luận, hiểu về trái tim, cầu nguyện và biết ơn cuộc sống, biểu hiện thái độc, ba tháng đầu da mặt nội rất nhiều mụn đen vàng em ở nhà hiếm khi ra ngoài chỗ đông người vì bề ngoài hơi xấu xí em kể em thường ra biển vào buổi sáng và chiều đi dạo dọc bãi biển mặc áo quần ngắn và tắm nắng thật nhiều cho mồ hôi chảy ra như suối ba mẹ em ủng hộ bảo tắm nắng để thải độc sau ba tháng da đẹp hơn hết mụn hồng hào hiện tại thì tâm lý vui vẻ lạc quan biết ơn vui đùa cùng các em đại tiện tiểu tiện tốt ngày mới ra viện thì bụng còn chướng nặng, nay eo thon, bụng nhẹ nhàng, phẳng lì. Lịch sinh hoạt của em, sáng ngủ dậy uống nước chanh ấm, vệ sinh cá nhân, sau đó bật tivi và tập yoga theo hướng dẫn online 2 tiếng, tầm gần trưa thì đọc sách. Từ trưa đến chiều thì uống nước ép và ăn salad, chiều tối thì yoga, đi bộ, tối thì thư giãn và cầu nguyện. Xem hình minh họa đính kèm. Trước đây, bệnh hẹp động mạch chủ, hai lần phẫu thuật mở tim, hội chứng kích thích nhu động ruột, tê liệt dạ dày, lo lắng, trầm cảm, suy dinh dưỡng nặng, đau lưng kinh niên, viêm bờ mi mắt, mất ngủ mạng tính, tuyến thượng thận mệt mỏi, thận suy giảm chức năng, gan kém, hoa mắt mạng tính, mệt mỏi mạng tính, sưng lưng, thấp khớp, dị ứng. Giờ đây thì không còn dùng thuốc, phần lớn các triệu chứng biến mất. Ăn thực vật 99% ăn sống, ăn rất nhiều trái cây, uống nước ép hàng ngày, dùng ít thảo dược, nhịn ăn thường xuyên tôi đã hứa rằng tôi sẽ chia sẻ lại hành trình chữa lành của mình cho mọi người tôi đã thỏa thuận với thượng đế rằng tôi sẽ giúp và truyền cảm hứng cho những người cần nó nhất khi tôi lành bệnh trở lại và trở về cuộc sống bình thường thượng đế đã chỉ cho tôi con đường tôi không bao giờ đánh mất niềm tin khi tôi có tất cả lý do để từ bỏ tôi được biết tới là người không từ bỏ và trên đây là kết quả tôi hy vọng điều này chạm tới tất cả những linh hồn ngoài kia đang trải qua sự khốn khổ như tôi từng trải qua cho tôi gửi một cái ôm thật chặt đến họ thực sự mọi việc là có thể. Tất cả là lý do mạnh mẽ để bạn tồn tại và có niềm tin. Rất nhiều người hỏi tôi chi tiết về chế độ ăn, tôi đã theo đuổi, vì vậy tôi đưa ra đây theo thứ tự quan trọng. 100% trái cây và rau thô, ăn nhiều trái cây, sinh tố và salad, uống nước ép hàng ngày, 2 lít một ngày. Tôi chưa từng bỏ một ngày uống nước ép trong 16 tháng liên tục, dùng bất cứ loại nào theo mùa và tốt nhất là hữu cơ, tốt nhất là họ nhà cam và nho. Công ăn các thực phẩm giàu lưu huỳnh như tỏi, hành, súp lơ xanh, súp lơ trắng, cải ca củ cải, thục ruột với nước và ít muối biển. Chỉ dùng thảo dược nếu cần thiết khi bắt đầu cho thận, tuyến thượng thận và hệ tiêu hóa. Sau đó, tôi ăn salad sau khi dạ dày bắt đầu hồi phục từ căn bệnh tê liệt dạ dày, dưa chuột, cà chua, bơ, ớt chuông, rau diếp, rau mùi, ngò rí, cần tay, bí đao, mầm cỏ linh lăng, dừa kèm thảo dược theo mùa, nước cam và muối biển. Thiền định, tránh những người và tình huống căng thẳng độc hại, lắng nghe cơ thể. Đôi khi cơ thể phải nhịn ăn bằng nước ép vài ngày, đôi khi nó đòi chất béo, đôi khi nó chỉ cần ăn trái cây mọng nước. Trong hành trình của tôi, cơ thể tôi sẽ đưa ra dấu hiệu rõ ràng về cái nó cần. Hãy biết và nhận thức rằng cơ thể trong tình trạng thải chất độc hại liên tục. Cầu nguyện, niềm tin và nhờ các thiên thần giúp đỡ khi cần thiết. B-12, mỗi tuần dùng một lần Sublingual in và adenocopalamin. Hai tháng trước tôi đã tăng 8 kg, trọng lượng thấp nhất của tôi là 52 kg, cao 1 m 8. Giờ đây tôi 60 kg do dạ dày của tôi bắt đầu hồi phục mạnh hơn. Tôi hấp thụ thực phẩm và không còn nôn như trước và cơ thể có thể tiêu hóa nhiều thực phẩm hơn trước. Tôi đã thêm vào hạt gai dầu và hạt bí và ít khoai lang hấp vài tuần trước đây vì sự tiện lợi và tôi muốn thử kiểm tra tôi có thể chịu được ít thực phẩm nấu chín như thế nào. Tôi vẫn tiếp tục thải độc thay vì ăn thực phẩm nấu chín do tôi tiếp tục uống nhiều nước ép họ chanh cam trong buổi sáng và ban ngày. Tôi uống giữa các bữa. Tôi không thêm một chế độ ăn nhất định chừng nào tôi tập trung vào ăn sống và uống nước ép. Trước năm 35 tuổi, hepatitis B vaccine, tiêm vaccine viêm gan B, dùng thuốc, tai nạn xe hơi hai lần, chấn thương đầu và vỡ xương, chế độ ăn tệ, uống rượu, đời sống gia đình chấn thương, các triệu chứng mắc phải và chữa lành, mệt mỏi mạng tính, buốt móng tay, u nang khắp chân, phát ban trên da, đồi mồi, thịt dư ở da, giãn tĩnh mạch, trầm cảm nặng, thị lực tồi, đau nửa đầu hàng tuần, ngứa da đầu và da khô, trứng cá, lông mày mỏng, nghiện rượu, giận dữ. Chế độ ăn, bánh mì, sữa, trứng, thịt, liệu pháp, thay đổi chế độ dần sen rau hấp, salad, hạt và bơ hạt, trái cây khô và tươi, sinh tố trong 2 năm, súc rửa đầy tràn hàng ngày, hoàn toàn bỏ thịt, sữa, trứng và ngũ cốc ra khỏi chế độ, sau đó chuyển qua chế độ rau hoàn toàn, ăn sống gồm trái cây, rau ăn xanh lá, sinh tố trái cây và rau, chất béo thực vật như bơ. Sau 3 tháng ăn rau, cấp bỏ hoàn toàn chất béo thì cơ thể chữa lành nhanh chóng hơn và u nang bắt đầu biến mất. Giờ đây cô bình an, không còn lo lắng và đau đớn, tinh thần thông suốt và trở thành một người hoàn toàn khác so với trước kia. I now feel calm and steady and pay free with mental clarity like I have never felt. My Maria, healthy self. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Mời bạn đăng ký kênh để nhận được thông báo các video mới nhất nhé. Mình chúc bạn thật nhiều sức khỏe và an vui.